con dành tặng được cái lời ca tiếng hát con cho tất cả mọi người, đó là điều con vui nhất rồi. Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây thì mọi người sẽ được lắng nghe ca khúc Đời Là Cát Bụi Là Ta. Xin mời lắng nghe. Thế đó lúc than tan chẳng ai ngó ngàng, ngày xưa vinh quang ai cũng ngoan. Dạ thưa anh khi xác cơ chẳng còn, dạ thưa đừng khinh khi tranh giành chi để lừa gạt nhau. Luật nhân quá cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt, hãy tu tâm tích thiên đức chớ đừng hại ai. Đời là cát bụi là ta nằm xuống như nhau. Hay cười ai, đời là thế đó lúc thân tan chẳng ai ngó ngàng, ngày xưa vinh quang ai cũng ngoan. Dạ thưa anh khi xác cơ chẳng còn, dạ thưa đừng khinh khi tranh giành chi để lừa gạt nhau. Luật nhân quá cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt, hãy tu tâm tích thiên đức chớ đừng hại ai. Đời là cát bụi là ta nằm xuống như nhau. Đừng khinh khi tranh giành chi để lừa gạt nhau. Luật nhân quá cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt, hãy tu tâm tích thiên đức chớ đừng hại ai. Đời là cát bụi là ta nằm xuống như nhau. Đừng khinh khi tranh giành chi để lừa gạt nhau. Luật nhân quá cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt, hãy tu tâm tích thiên đức chớ đừng hại ai. Đời là ca vui là ta nằm xuống như nhau. Đời là ca vui là ta nằm xuống như nhau. Mọi người làm con cảm xúc quá. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con xin phép con niệm một dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Và
con xin chúc cho tất cả mọi người cũng như là xin chúc cho thầy cũng như là quý Phật tử đừng sẽ luôn có một thật nhiều sức khỏe và cũng như là được bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát hay quá quý vị. Nhờ Đức Nguyện Tam Bảo gia hộ, khi Trung Tín hát bài hát này ở chùa mình, Trung Tín sẽ nổi tiếng luôn á nghe. Hiện tại Phật tử chùa mình hiện tại chắc hơn 5.000 người đang đây. Ở trên lầu, trên chánh điện trên, hai bên cánh, rồi trong đây rất là đông quý vị. Nên